nhà coi em biết đi ăn chả giò nè. Ăn chả giò mẹ cuốn đó. Ôi trời ơi, giỏi quá. Nếu em khi ngon. Em thích khi giỏi quá. Giỏi quá. Em thích kia nghe xe chạy đó. Em thích kia rất thích xe. Em thích kia giỏi chưa? Em thích kia ăn chả giò luôn đó. Giỏi quá. Em thích kia giỏi quá. Bỏ xe vô hộp thư. Sao rớt rồi? Bị rớt hả? Em cầm bị rớt hả em? Em ăn cái này nè. Em ăn cái trong nhân nè. Em để hộp thư lại hả? Em đừng có chơi đó nha. Xe cổ tùm lum đây nè. Chỗ đâu mà đi. Cái chậu này của bà nó tan nát gì nó. Bới đất xong rồi gãy bẻ cầm bẻ gì. Chạy đi đâu á? Em chạy đi đâu á? Chạy tới chạy lui vậy đó hả? Nó thích chạy đi ngang qua bên mấy, nó thích chạy ngang qua mấy cái lá chuối á đó. Đó chạy nó phải đụng cái lá chuối nó mới chịu. Cái cây này là te tôi với nó nè, cây này là gãy mấy lá nó bẻ gãy hết ba cái lá, còn cái lá ở bên ngoài thì te tua. Anh thích chi giỏi quá. Em thích kia ăn giỏi quá luôn á. Cái này em thích kia ăn hết một miếng chi rồi nè. Ăn hết một miếng phô mai. Nhưng mà ăn một miếng thịt. Bây giờ ăn chả giò nữa chứ. Chưa là em chỉ ăn lặt vặt như vậy thôi à. Chứ em không có ăn, ăn cháo ăn gì hết á. Nói chung là em ăn được gì là cho em ăn hết. Em ăn được là cho em ăn. Không có. Hồi trước em rất hay ăn nho nha. Ăn nho thì mình phải cầm á, mình phải cầm cho em cắn á. Em cứ đòi cầm nguyên trái nho, nhưng mà đâu có dám cho em cầm đâu. Đâu dám cho em cầm trái nho đâu. Phải cầm trên tay cho em cắn. Mình cắt ra mình bỏ trong chén á. Nó đâu có thèm ăn đâu. Nó thích cầm nó cắn. Mà nó mà cầm là nó bỏ nguyên trái vô trong miệng nó luôn á. Nó rất là nguy hiểm. Em nhoi thì thôi. Em ơi. Ngon quá mẹ ơi. Mẹ làm chảy giò ngon quá mẹ ơi. Ba cũng rất thích ăn chả giò đó. Ba rất thích ăn chả giò mẹ làm đó.
chả giò ở ngoài nhà hàng á, ăn trong bún bún thịt nướng á là ba chê. Ba nói là không ngon bằng chả giò mẹ mẹ cuốn. Hồi trước hay đi ăn nhà hàng Việt Nam lắm. Đi vô nhà hàng Việt Nam á là chồng chỉ ăn món bún thịt nướng thôi. Mình thì mình ăn phở, nhưng mà lâu lâu mình cũng đổi món giống như là bún bò hoặc là bánh canh cua. Nhưng mà ăn được thật sự rất là dở, mình ăn không được. Mình kêu ra để mình ăn thử, mà cuối cùng ra là mình ăn không được luôn. Mình bỏ nguyên tô luôn á mọi người. Mình không thể ăn. Bởi vậy bây giờ mình không có đi nhà hàng Việt Nam mình ăn nữa. Ở chỗ mình á, nhà hàng Việt Nam thì chỉ có phở cuốn nè, bánh xèo nè, cơm tấm nè, bún bò nè, rồi phở, gỏi cuốn á, thì họ làm nước sốt này rất là mặn, không có giống như mình làm. Thường thường ăn gỏi cuốn mình làm nước sốt nó lạt thôi, phở này người ta làm rất là mặn. Hồi sáng sớm em đi em lấy cái đôi giày em ra em để em đưa cho mình, bắt mình mang cho em để em đi ra ngoài chơi đó. Trời ơi con trai mà khoái đi ra đường lắm luôn, tối ngày cứ đòi đi ra đường thôi mà, trời nắng là đi ra đường. Ăn nữa không con? Tức khi ăn nữa không nè. À, mẹ cầm mẹ đút em ăn nha. Ô. Em ăn nữa không em? Em không ăn, mẹ ăn nha. Ăn gần được nửa cuốn luôn rồi đó. Nhâm nhi gì mà gần được nửa cuốn luôn. Cái cuốn cũng bự. Chả giò mà mình chiên lại rồi á, cái chả giò nó không còn mượt nữa. Tại vì lúc mình để cái chả giò nó bị xìu xuống, nó bị mềm á, xong rồi cái bánh nó sẽ nhăn. Nên là lúc mình chiên lại thì nó sẽ nhăn như vậy nè. Nên là mình cuốn, xong rồi để mình đông đá, rồi mình đem ra mình chiên luôn thì nó sẽ ngon hơn. Cái bánh nó, cái vỏ nó không được đẹp thôi, nhưng mà bên trong nhân rất là ngon. Em no rồi đó. Hít đi qua lẹ lại nữa, bởi vì cái tàu lá chuối nó te tu luôn đó mọi người. Mấy cái lá mà sụ xuống là cũng nó, tác giả của nó luôn á. Cái chậu đó 4 cây con. Đó, này em đòi ăn nữa đó. Thôi con cầm nguyên một miếng này là con bỏ vô miệng con ấy luôn á. Con bỏ vô miệng con cắn là không được. Mẹ cầm cho, không chịu. Em đòi cầm luôn. Mà nó còn có ít à. Nó còn có ít à mọi người. Mà mình đưa cho em là em quất nguyên cái cục này, em bỏ hết vô họng luôn á. Nên là mình rất là sợ. Cho em quậy không? Em đổ siron xuống dưới sàn rồi nè. Đi tìm bình sữa uống sữa nữa kìa. Thôi đưa bình sữa đây mẹ đi, mẹ đi pha cho, mẹ pha sữa cho uống nè. Nè. À. Nha mẹ pha sữa cho em uống nha. Nha, đưa bình sữa cho mẹ đi. Đưa bình sữa cho mẹ pha sữa cho em uống. Đi, lẹ nè. Đi. Đưa bình sữa cho mẹ.
Thích chi? Đưa cho mẹ pha sữa cho uống. Đây. Giỏi quá. Rồi, mẹ pha sữa cho uống nha. Đó, em thích kiên ngoan chưa?